Nhắc gì cho ông nổi, nhắc gì cho ông nổi, nhắc gì cho ông nổi này. Mô mưu chuyển tam tạng âm nhắc của bên nào chuyên biết âm nhạc. Tôi học, tôi đã học tiếng Việt và dòng nổi nhắc cái dòng nổi. Tôi học làm đẹp, tôi không hiểu chi ăn dòng nổi nhắc cái dòng nổi, nên tôi không có nhắc gì trong nội. Nhưng mà tôi đã nghe âm nhạc bên nào, tôi đã viết bằng nghe âm nhạc bên ảnh sau đó tôi đã nổi về âm nhạc. Nên hôm nay chủ đề là âm nhạc. Tôi thích âm nhạc, tôi thích nền âm nhạc của ca sĩ bằng tiếng Việt. Khi chúng ta học ngôn ngữ để nghe âm nhạc là phương pháp tốt nhất. Tôi cố gắng nghe âm nhạc bên nào thì tôi biết nhiều ca sĩ của Việt Nam. Tôi có thể nghe, tôi có thể nói, tôi có thể âm nhạc, tôi có thể học, tôi có thể nói tiếng Việt. Tôi có thể nói thành vậy. Hôm nay khởi chị là tôi nhận là hôm rượu, một cuộc rượu hôm qua tôi đã làm việc như làm việc. Hôm nay quá sáng không có chiều không tôi chia tôi chia dòng nói, nhắc chị dòng nói. Tôi có chị cho em thôi, em cần nhắc chị ngồi nhà rồi.
Đi chỗ em hồi nhắc từ nhà nha, thì trong mỗi ngày mà môi trường tăng tăng âm nhạc của bạn nam tôi à, sao à tôi đang tức tiền ghê và người nhắc rồi sống nhưng tôi không làm chứ à không chỉ ăn cho nói à nhắc cài súng nén tôi không thể nhắc cả súng nói nhưng mà tôi đã mình ăn nhé tôi đã kết tàng nhé anh nhà trên mạng sau đó tôi là lối về ăn nhậu nên hôm nay chủ đề là ăn nhắc tôi thích ăn tôi thích nhắc của ca sĩ Văn Kiều khi chúng ta học vì nhé ăn nhắc là phát bùng đã tốt tôi à, đang thích à, nhẹ nhắc à, thì tôi về và ca sĩ của bạn Lâm tôi có thể nhé tuổi trẻ nói lối à, tôi có thể ăn nhạc ta tôi có thể hút tôi cực mình hôm nay tôi sẽ thấp nhất là tăng dữ và phòng dự phong bà tôi đã cách nhiều năm trước hôm nay quá xa phong bộ suy phong Văn Kiều ca sĩ Văn Kiều là ca sĩ Văn Kiều là tôi muốn về ca sĩ Văn Kiều Văn Kiều của bố tôi là sẽ